Độc cô nhất hạt. Rõ ràng là ngươi thua rồi còn cố gượng làm gì nữa. Chấp nhận đi. Ta thấy không cần phải đánh nữa đâu. Sư đệ. Sư thúc. Sư thúc à. Sư thúc. Sư thúc. Sư thúc. Sư thúc. Sư thúc à. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, ta chính là tăng trưởng môn của phái Gami. Độc cô nhất hạt, ngươi không phục cũng phải phục thôi, không phục cũng phải phục. Cô nương, là ai đã nhốt cô ở đây vậy? Là độc cô nhất hạt bắt ta về đây. Ngà mi mật lục ở đâu? Mau đột ra. Dù nội công của ngươi có tiến bộ vượt bậc, nhưng gặp phải dây trói kiềm mãn của ta thì cũng vô dụng thôi, biến thành phế vật. Đừng. Ngươi tuyệt đối đừng dãy dụa. Nên biết dây rối kiềm mãn này là dùng da mãn xà của loại cư xà ngàn năm, ngâm trong ngũ độc 10 năm luyện thành. Ngươi càng dãy dụa, nó sẽ càng xâm nhập vào da của ngươi, rồi phát tác chấn động, phân quỷ da thịt của ngươi. Cuối cùng ngươi sẽ hoàn toàn thân thối rửa nát, tưởng chết rất là thảm đó. Đúng là đáng tiếc cái thể xác mềm mại của ngươi. Đừng sợ. Biết cái này là gì không? Giải tử linh đó. Nó sẽ không làm hại ngươi đâu. Đợi ta đối phó xong, lão quan và nhậm đạo diễn rồi về đây xử trí ngươi. Tiểu bò sát muốn làm chuyện lớn rồi. Đi. Đi đi. Nhẫn đại một chút đi. Ngày mai ta sẽ mời ngươi cùng ta chúc mừng sư thúc ngươi lên ngôi vị trưởng môn. Sau đó ta sẽ đến từ từ hưởng thụ tiểu mỹ nhân ngươi. Mau cởi dây trói kim mạng ra cho ta. Đan phượng cô nương, cô cố chấp chống đối ta, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Vậy tự linh, cuối cùng cũng ép được ngươi lộ ra chân tướng rồi. Tối hôm qua, sau khi Lục Tiểu Phụng đưa ra tỷ thí để đòi chức chủ môn, ta và Lục Tiểu Phụng chia nhau quan sát hai người. Ngươi về đến phòng thì không bước ra ngoài nữa, còn Nhậm tiền bối thì giật cấm điện Nga Mi một mình luyện công. Hai người họ ai là hung thủ
ngày mai sẽ biết rõ thôi. Ha, cao thủ luyện công đúng là khác người. Bây giờ Dậm Tuyệt Bối xem ra không có hề bộ dạng vô cùng khác thường. Vào lúc ông ấy luyện đến khi tứ thổ nạp đại pháp, bọn ta nghe thấy có tiếng động kỳ lạ. Chuyện này là thế nào vậy? Có người muốn hại Nhậm sư bá rồi. Đi. Chuyện gì vậy? Sao lại dùng bọ cạp vậy hả? Đây không phải là bọ cạp bình thường. Chúng là giải tử linh của Kim Bằng Dương Triều. Bọn chúng có thể biến ra rất nhiều, thành trăm con, thậm chí vạn con. Ủa, sao con bạch xà này lại đến nữa? Tới với chúng ta đó. Sau khi Giải Tiểu Linh bị Tiểu Bạch đuổi đi, Nhậm sư bá cuối cùng cũng đã nói ra chân tướng sự việc của 18 năm về trước. Thì ra chuyện này chính là khởi đầu cho mọi ân oán của hai người. Sao nàng không sớm gọi nó ra? Đây chắc chắn là do độc cô dứt hạt dở rồi. Nhậm sư bá à, chuyện tới nước này ông cũng không thể giấu giếm được. Ông và sư thái còn có độc cô dứt hạt, rốt cuộc là sao? Không phải là ta cố ý giấu giếm. Tiếu Kiều là người ta yêu nhất, nói ra trật tướng sẽ ảnh hưởng đến danh dự cả đời trong sạch của bà ta. Nhậm sư bá, ta và Đan Phượng bảo đảm dòng tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài. Nhậm tiền bối, chuyện xảy ra tối nay tin rằng tội thần của Kim Bằng Quốc nhất định không phải là ông rồi. Vậy độc cô nhất hạt thì sao? Trước khi độc cô nhất hạt nước nhờ Nga Mi, hắn làm gì thì không ai biết được. Chính là tình xuất sinh đó khiến Tiểu Kiều đồng ý với ta rồi trở mặt. Nhưng ta cũng không nên kết thù với Tiểu Kiều. Không nên. Thì ra vào 18 năm trước, Nhậm sư bá và sư thái từng tự ý quyết định chuyện cả đời. Lúc đó đệ tử của phái Nga Mi lén lút quyết định chuyện cả đời. Một khi bị phát hiện, cả đời phải mang tội danh phá hoại thuần phong mỹ tục. Thêm vào đó, trận chiến tỷ thí chờ ra trưởng môn phái Nga Mi đã cấp bách gần kề. Để không làm tổn hại cho ai, Nhậm sư bá và sư thúc quyết định cùng nhau lén lút bỏ trốn. Nhưng độc cô dứt hạt không biết dùng cách nào đã được cảm tình và sự tin cậy của sư thái. Một đêm trước đó, sư thái trở mặt, Nhậm sư bá nổi giận, từ đó ẩn cư trong cấm địa của Nga Mi, không qua lại với phái Nga Mi nữa. Vậy do thần thứ hai của Kim Bằng, chắc chắn là độc cô dứt hạt. Ngươi từ lâu đã mê hoặc Tú Tuyết, bảo cô ấy giám sát Tú Thanh, tìm ra hung thủ của Nga Mi mật lục. Tên tiện nhân này đã giấu Nga Mi mật lục vào đâu rồi chứ? Sư thúc, có lẽ là sư thúc hiểu lầm rồi. Ngươi sợ hành vi ác độc bị bại lộ, đã dùng cách giết hại sư thái để giết hại Tú Tuyết. Dù quay cho ta, còn bắt cóc Tú Thanh. Tuổi của ngươi, nếu ta đoán không lầm, thì chắc ngươi là Bình Nhất Phạm. Nhà độc thối, sao ngươi biết có người tên Bình Nhất Phạm chứ? Ngươi là ai? Ta và Lục Tiểu Phụng đã chú ý tới ngươi rồi. Ngươi trốn khỏi Kim Bằng Dương Triều, ẩn trốn ở Nga Mi 20 năm nay rồi, và đã hạ độc chủ môn sư thái. Chủ môn là do ngươi giết sao? Kim Bằng Dương Triều có bằng dương gì chứ? Bây giờ ngươi nhận ra vẫn chưa muộn đâu. Hai ngươi hãy nghĩ đến đường lui cho mình đi. Cho dù có hạt tử linh thì hai người cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Tú Thanh, nghe lời sư thúc, ta sẽ cho con vinh hoa phú quý. Bây giờ hãy ngoan ngoãn đưa Nga Mi bí lục cho sư thúc. Đừng nói là ta không có Nga Mi bí lục. Cho dù có, ta cũng không đưa cho một kẻ phản đồ như ngươi. Ngươi muốn tìm Nga Mi bí lục đúng không? Vậy ngươi tìm nhầm người rồi. Ngươi không nên tìm cô ta, mà hãy tìm ta đây. Ngươi cũng biết Nga Mi bí lục sao? Vì chủ mưu trước khi chết,
ta đang ở bên cạnh bà ta. Ý người là nghe mới biết Lộc đang ở trong tay ngươi. Đưa ta, đưa cho ta. Sao ả lại dụ ta đến địa bàn của Nhậm đạo diễn chứ? Tầm mắt ngươi giở trò gì? Để xem nhà đầu thối ngươi có thể làm gì được ta. Đây là cái bản Dương Triệu. Coi như có lương tâm vẫn còn nhớ đến đây này. Sao lại như thế này chứ? Phụ Dương, trời cao không phụ lòng người. Cuối cùng con đã đưa Bình Dứt Phạm tới đây rồi. Tại sao ngươi lại ở đây? Bình đại tướng quân, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi. Nói vậy con nha đầu này chính là con gái của ngươi sao? Tên tật thần ngươi, nợ má mà ngươi nợ Kim Bằng Quốc, ngươi không tránh được đâu. Cha con hai người đã thông đồng với nhau rồi. Lợi hại lắm, rất lợi hại. Tìm được ta thì sao chứ? Ta đã không còn là Bình Nhất Phạm từ lâu rồi. Ta và Kim Bằng Dương Triều sớm đã không còn quan hệ gì nữa. Thật không ngờ ngươi lại trốn ở Nga Mì. Coi ra ngươi sống ở Nga Mì rất tốt. Đa tạ ngươi đã quan tâm. Nói thật với ngươi, chỉ thiếu một bước nữa là ta có thể trở thành trưởng môn của Nga Mì võ lâm đệ nhất. Nhưng tục ngữ có câu, đi được trăm dặm thì gặp chướng ngại. Bước này còn phải dựa vào Đan Phượng công chúa giúp ta hoàn thành, trả Nga Mì bí lục, trả lại cho phái Nga Mì chúng ta đi. Bí lục đang ở trong tay ta. Ngược lại ta muốn hỏi người, Tuệ Diệu sư thái bị hạ độc, có phải do người làm hay không? Là ta. Sau đạo của Kim Bạc Dương Triều danh bất hư truyền, đã giúp ta rất nhiều. Nhưng việc này thì liên quan gì đến việc bất tử của người chứ? Tính người có chết cũng không đổi. Người trốn tới Gà Mì lánh đạn, không biết cảm tạ, còn hạ độc giết chết Tuệ Diệu sư thái. Ngươi vì lợi cho mình đã hại Kim Bằng Dương Triệu bị tiêu diệt, bây giờ lại phá hoại Gà Mì. Bình Nhất Phạm, nếu như ngươi vẫn còn có chút lương tâm thì lẽ ra phải biết sám hối mới phải. Hãy giao chiếc chìa khóa vàng trong tay của ngươi ra, để ta phục quốc rồi xét xử ngươi. Kim Bằng Dương, đừng nói mà dự thanh nhân cao thượng vô tư nữa. Không phải người muốn chìa khóa vàng hay sao? Kim Bằng Quốc đã thất bại thảm hại, ngươi vẫn còn mơ là quốc vương nữa sao? Có thể xây lại Giang Sơn hay không, không cần ngươi phải lo. Về phần ngươi, giao chìa khóa vàng ra, ta còn có thể tha chết cho người. Nói tới nói lui thì cũng chính là chìa khóa vàng. Xem ra bao nhiêu năm nay hai cha con các người cũng vẫn luôn bàn tính đối với kho báu bí mật đó. Đó là máu và nước mắt của mấy đời tổ tông chúng ta, là thuộc về cả tộc người Kim Bằng. Thật buồn cười, nếu không phải ta đã nhiều lần quyết chiến nơi xa trường bảo vệ Kim Bằng Quốc thì kho báu Kim Bằng sớm đã bị mất rồi. Ta đã bảo vệ được kho báu thì cười chết thay là ta đây, sao lại không thể được nhiều hơn chứ? Ta một lòng trung thành nhẫn nhục chịu khó đối với Dương Triều, nhưng ngươi
người đối xử với ta ra sao hả? Ngay cả mép kho báu cũng không cho ta đụng vào. Người căn bản không phải là một chủ công tốt, đến cả việc mua chuộc lòng người cũng không biết. Bọn ta tạo phản, làm gì người qua giả nhân giả nghĩa, là người ép bọn ta quyết tẩy cái mặt quốc. Tiểu dân trục lỗi, nói lẽ nghĩa liêu sẽ với ngươi thật phí thời gian. Những gì ngươi nợ người kia bằng, hôm nay nhà ngươi phải trả. Đừng có mơ. Bà chiếc mà bọn ta mang đi là phần mà bọn ta nên có chứ. Ta hỏi ngươi, trong ba người các ngươi là kẻ nào hạ độc hoàng đế? Câu hỏi này kỳ lạ quá. Ngươi còn tưởng bệ hạ vẫn luôn biết? Ta biết, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Nhưng lời ngươi nói đều là thật chứ? Trước khi ba người bọn ta rời khỏi thì phát hiện ra bị lập bốn muốn độc chiếm sâu độc. Thượng quan Mộc nổi giận, suýt nữa đã đánh chết bị lập bốn, cướp lại sâu độc. Ta và Thượng quan Mộc quyết định mỗi người chỉ lấy một con, như vậy cũng công bằng, nếu không lại tranh giành nhau. Ý nhà ngươi là người hạ độc hoàng thượng là Thượng quan Mộc? Tuyệt đối là hắn đó. Bị lập bốn, hắn căn bản không có giành được sâu độc. Và con của ta, ta đã hiếu kính nó, cho trưởng một sự thái chúng ta rồi. Con còn lại vẫn còn để ở chỗ cũ. Nếu ai có bản lĩnh thì quay lại mà giành. Nghe nói Thượng quan Bột đã chết cách đây 10 năm, sau độc của hắn sẽ không rơi vào tay người khác chứ? Việc đó thì ta không biết, ta cũng không có hứng biết đâu. Ngươi là tên súc sinh, là vì một cuốn Nam Mì bí lục mà giết hại trưởng môn. Bí lục đó sớm là của ta rồi. Đúng là nói dối mà không biết chớp mắt. Trước giờ ngươi không phải là trưởng môn, dựa vào đâu mà bí lục là của ngươi chứ? Chính là dựa vào sự công hiến của ta đối với Nam Mì. Chính là sự công hiến của ta đối với trưởng môn. Nam Mì bí lục không phải là của ta thì của ai chứ? Bạn tin có chết cũng không đổi. Vào ra đây, ta nhất định phải có cho bằng được. Ngươi đừng có quan tưởng nữa, thấy lời tối mắt thì không thể sống. Ngươi không sướng có được Nga Mi chân truyện. Ngươi, ngươi đúng là làm gì có lý đó chứ. Ngươi là Lục Tiểu Phụng? Không ngờ hiệu quả của mặt nạ da người này lại tốt thiệt. Ngươi đoán không sai, ta chính là Lục Tiểu Phụng. Ngươi thật sự đã lừa ta thật thảm hại. Tất cả mọi thứ là cái bẫy mà các ngươi đã đặt ra. Nếu không làm như vậy thì sao ngươi có thể thừa nhận rằng chính ngươi là hung thủ hạ chết sư thái? Lục Tiểu Phụng, rốt cuộc ngươi muốn gì hả? Ta muốn thế nào hả? Đương nhiên là việc của Phái Ngâm Y, phải do Phái Ngâm Y xử trí rồi. Mọi thứ đều là giả sao? Chỉ là bối cảnh mà thôi. Độc Cô Tiền Bối, tất cả những thứ này được vẽ hết đó. Độc Cô Nhất Hạc, tình súc sinh ngươi, lại vì Cam Mì bí lục mà ngay cả Tiểu Kiều kia cũng giết nữa. Người hạ độc ta là ngươi đúng không? Nhưng ta không tin, ta không tin ngươi lại hạ độc ta. Ta súc sinh cũng được, cầm thú cũng được, người nói gì ta cũng không để ý. Ta chỉ từ núi kia bạc chạy đến Nga Mi vì để hoàn thành sự nghiệp, mới phải chịu nhục dưới trướng một nữ nhân.
Nhưng mà Tiểu Kiều, cô ấy thật sự thích ngươi mà. Không, ngươi nhầm rồi. Bà ta chỉ thích bản thân mình thôi. Bà ta luôn lợi dụng ta để ngồi lên vị trí cao nhất trưởng môn Kami. Bà ấy đã lợi dụng ta. Độc cô nhất hạt, cứ hết cứu được rồi. Tình nghĩa không phải là hàng hóa sao có thể trả giá cân nặng được chứ. Hôm nay ta phải báo thù cho Tiểu Kiều. Chỉ cần có thể lấy được Kami, bao nhiêu người chết ta cũng không quan tâm. Khoan đã, Nhậm sư bá. Giang hồ nói rằng lúc đại hiệp trước này không giết người, hôm nay cũng không thể khai sát với ta ha. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi chịu giao ra chìa khóa vàng, ta có thể cân nhắc lại. Mà tha chết Lục Tiêu Phụng, loại người này không đáng được sống trên đời. Ngươi muốn giết ta, vậy phải có bản thân ngươi có biết làm hay không. Ngọc bội của sư thái bị mất rồi. Chìa khóa vàng vốn dĩ là của ta. Năm đó ta tặng sư thái để tỏ trung thành, tất nhiên phải đòi lại rồi. Ai đã giết hắn ta? Rốt cuộc là ai? Sát thủ không chỉ giết độc cô nhất hạt, còn lấy mất chìa khóa vàng. Tên sát thủ này là người rất hiểu nội của Kim Bằng Dương Triều. Ba đại thần đã chết hai người. Ta cần bạn không có sâu đâu. Mày lập bốn, hắn căn bản không giành được sâu độc. Còn con của ta, ta đã hiếu kính nó cho trưởng môn sư thái chúng ta rồi. Bây giờ ba đại thần chỉ còn lại Thượng Quan Mộc mà thôi. Công tử à, mời vào trong. Về thôi. Muội biết bình thường tình cảm giữa tỷ và Tú Tuyết rất tốt, muội ấy cũng nghe lời tỷ nhất. Nhưng mà chúng ta đều phải chấp nhận hiện thực. Mã sư muội, Tú Tuyết chết không nhắm mắt. Lúc muội ấy chết còn đang mang thai nữa. Tỷ nói sao? Sao có thể chứ? Là chính miệng muội ấy nói với ta. Lúc đó mụi ấy không biết nên làm sao với đứa bé. Ta hỏi mụi ấy đứa bé là con của ai,
nhưng có đánh chết vợ ấy cũng không nói, nên ta không ép hỏi nữa. Sao tỷ không nói sớm? Không thể nói. Nếu chuyện ra ngoài, Tú Tuyết làm sao làm người được nữa? Mùi ấy coi ta là tỷ tỷ tốt nhất, cho nên mới nói cho ta biết. Ta đã sớm nghi ngờ tại sao Tú Tuyết lại muốn giúp Độc Cô Sư Thúc. Có một hôm ta nhìn thấy mùi ấy và Độc Cô Sư Thúc cãi nhau ở sau núi, rồi chạy về phòng khóc lóc rất thương tâm. Ý tỷ là đứa bé trong bụng Tú Tuyết là con của Độc Cô Sư Thúc sao? Ta không chắc nữa. Hai vị sư tỷ, cho dù đứa bé trong bụng Tú Tuyết có phải là con Độc Cô Sư Thúc không, chúng ta đều phải chôn chuyện này ở trong lòng. Tú Tuyết đã đi rồi, hãy để muội ấy được yên tâm một chút. Sư muội, ba vị sư muội, lúc nãy xuống núi tìm thuốc, ta đã nhìn thấy Tây Môn Xuyên Tuyết đó. Hắn đang ở trong một ngôi miếu quan ở dưới chân núi. Còn 5 ngày nữa mới đến Luận Kiếm, tại sao hắn đến sớm như vậy? Lê Phượng, qua đây. Là thư của Độc Cô Nhất Hạc và Thanh Y Lâu giao dịch với nhau. Đoán không sai, người mua chuộc Thanh Y Lâu dần lúc loạn lạc cướp chức trưởng môn chính là Độc Cô Nhất Hạc. Nhậm tiền bối, vì danh dự của sư thái mà giữ miệng suốt 18 năm, nam tử đa tình như vậy thế gian khó thể tìm được. Sư thái bị tổ nhân hại, nhưng kẻ nào đã giết Độc Cô Nhất Hạc, Thanh Y Lâu bọn họ sẽ không giết người như vậy đâu. Người giết Độc Cô là vì để lấy chìa khóa. Thanh Y Lâu chẳng qua chỉ là được Độc Cô mời tới thôi. Bọn chúng không giết Độc Cô Nhất Hạc đâu. Vậy kẻ giết hắn ta là người hai độc sao? Manh mối là bị đứt ở đây. Lục đại ca, vừa rồi ta đã cầu nguyện. Mã cô nương à, cô cầu nguyện gì vậy? Lục đại ca, ước nguyện không thể nói ra được. Là vậy sao? Có điều lời cầu nguyện của ta có liên quan đến huynh đó. Lục đại ca, ta có vài lời muốn nói với huynh. Vậy hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài đi dạo. Cô đừng đi. Những lời ta nói cũng có liên quan đến cô. Cô hãy ở lại đây nghe đi. Mã cô nương, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tiểu Phụng, có phải huynh không muốn ta nữa? Mã cô nương à, chuyện này phải nói rõ ràng đó. Ta nói là muốn cô nương khi nào chứ? Những lúc ta bị thương, chính huynh đã hút máu độc cho ta. Chúng ta đã có nụ hôn xác thịt. Mã cô nương, ta giúp cô hút độc trị thương là vì cứu mạng cô, không phải ta muốn bắt nạt cô đâu. Nhưng mà huynh là nam nhân đầu tiên nhìn thấy thân thể của ta. Nếu huynh không thành thân với ta, Ta sẽ nhảy sông tự tử đó. Nhảy sông tự tử á? Ta nói cô biết, nếu đúng là cô gả cho ta thì mới là phải nhảy sông đó. Cô không nghe nói ta là người thế nào sao? Tin đồn đều là thật, chỉ là cô bị tướng mạo của ta gạt thôi. Ta vừa háo sắc, vừa ham cờ bạc, đánh nữ nhân nữa. Đánh nữ nhân sao? Đúng vậy. Nếu ta kẹt ngân lượng, còn ép người tốt làm kỹ nữ. Ép người tốt làm kỹ nữ? Nếu cô không để tâm những khuyết điểm này của ta, thì ta thành thân với cô. Dù sao thê tử của ta nơi nào cũng có. Trên núi Võ đang có, trên núi Nhạn đang có, trên núi Củ Hoa có, núi Ngũ Chỉ cũng có, thêm một người ở núi Nga Mi. Quynh gạt ta? Ta chính là nhờ vào lừa gạt mới có được nữ nhân. Hả? Vậy ta phải làm sao? Ta đã bị Quynh nhìn thấy hết rồi. Trái tim chúng ta là thuần khiết,
va chạm thân thể thì có sao? Chúng ta vẫn có thể là quan hệ nam nữ thuần khiết. Mã cô nương à, cô là một cô gái tốt, tuyệt đối đừng bị quỷ trong tay của ta. Cô cứ coi ta như là ca ca của cô, ca ca giúp muội hút độc trị thương, cần gì phải để tâm. Người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cô thấy ta nói đúng không? Sẽ không lan truyền ra ngoài chứ. Lời huynh nói có lý, nhưng hình như lại không có lý. Ta nghĩ kỹ đã. Tây Môn Xuyên Tuyết vô cùng coi trọng buổi luyện kiếm lần này, đã sớm lên núi Ngà Mi, theo di nguyện của sư thái, đem trọng trách trưởng môn giao cho Tú Thành. Chỉ e là nó vẫn không phải là đối thủ của Tây Môn. Từ cổ thắng bại vô định số. Nhậm sư bá, ông không cần lo lắng. Lúc sư thái còn tỉnh táo đã đem Ngà Mi mật lục này cho ta, bảo ta đưa nó cho tôn cô nương. Trước đây ta chưa đưa cô là vì sợ cô gặp quả sát thân. Giờ đây độc cô chắc hạt đã chết, Tây Môn Sư Tiết lại đến kiêu chiến, ta thấy là tới lúc đem quyển sách này giao cho cô. À, con nhìn ta làm gì? Đây là trưởng môn đưa cho con, còn không mau cầm lấy đi. Đa tạ Lục đại hiệp. Cuối cùng đã đem Nga Mi mật lục đem trả cho Nga Mi rồi, coi như dứt được một mối lo. Tu Thành, Nga Mi khí tông và kiếm tông vốn là một nhà, hai thế hợp nhất sẽ tu thành chính quả. Khi tu luyện kiếm tông, con đã nhận được chân truyền của sư thái. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy con tâm huyết của khí tông với thực chất của con, hợp nhất tinh hoa của khí tông và kiếm tông, mới có thể gia tăng cơ hội đánh thắng Tây Môn Xuyên Tuyết. Đệ tử nguyện lòng thụ giáo. Trước đây bốn môn gấp nhiều vòng ba, lão phu đứng trước quỳ nàng nhận lệnh. Giờ đây quả hải đã được diệt trừ, môn phong đã được thanh tịnh, lão phu cũng yên tâm rồi. Hy vọng từ đây về sau, các đệ tử kiếm tông và khí tông có thể vui vẻ với nhau, cùng nhau chấn hưng lại Ngà Mi phái chúng ta. Tôn Tú Thanh đã là nhân tài, lão phu quyết định tuân theo di ngôn của trưởng môn sư thái, đem chức trưởng môn truyền cho cô ấy. Bái kiến tân trưởng môn. Bái kiến tân trưởng môn. Tôn sư muội trở thành trưởng môn, tỷ muội chúng ta đã được dễ dàng rồi. Đúng đó sư muội, đáng chúc mừng đó. Sao lại không vui vậy? Muội thấy gánh vác rất nặng nề, đè nén làm muội không thở nổi. Có thể trở thành trưởng môn nhân, muội không vui sao? Vui chứ. Nhưng cứ nghĩ đến trọng trách gánh vác trên vai, trong lòng muội rất hoang mang, vượt hơn cả vui mừng. Hay vậy sư tỷ, muội muốn yên tĩnh một mình, muội về phòng trước đây. Muội ấy là không muốn làm trưởng môn, hay là sợ tỷ kiếm với Tây Môn đại hiệp?
Nghe nói lần trước chúng ta bị phục kích, Tây Môn Si Tiết đã cứu Tú Thanh đi. Vậy sao? Quả là không biết. Mấy ngày muội ấy dưỡng thương ở nhà Tây Môn Si Tiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thảo nào Tây Môn Si Tiết lên núi Nga Mi sớm, chẳng lẽ có liên quan đến tông sư muội hay sao? Đúng rồi, tuyệt đối đừng giống như muội với Lục Tiểu Phụng, lằng nhằng không rõ đó. Muội với huynh ấy đã rất rõ ràng rồi. Muội đối với Lục Đại Hiệp chỉ là cảm giác nhầm lẫn nhất thời thôi, không phải người của muội. Thì sao muội phải đau lòng chứ? Vậy muội bỏ cuộc sao? Vốn tưởng rằng huynh ấy là một công tử phong lưu bất cần, hôm nay muội đã bày tỏ tình cảm với huynh ấy, không ngờ huynh ấy tự mắng mình thậm tệ, không đáng giá chút nào. Thật ra trong lòng của muội hiểu rất rõ, huynh ấy chỉ là muốn từ chối muội, nhưng sợ làm muội tổn thương thôi, còn giữ thể diện cho muội nữa. Huynh ấy là anh hùng thật sự trong lòng của muội. Sau này muội chỉ cần âm thầm lặng lẽ sùng bái huynh ấy. Cô nương à, núi Ngâm Mi đâu phải là nơi để cô tự ý xông vào. Đi tới. À tính, cả đám các người đối phó một cô gái, có quá đáng không vậy? Lục Đại Hiệp à, cô ta là một kẻ điên, hở một cái là ra tay đánh người. Là cô ta động thủ trước đó. Các ngươi làm rách y phục thành thân của ta rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chàng ấy chết rồi. Chàng ấy chết rồi. Chàng ấy nói sẽ trở về, cùng ta ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, sống một cuộc sống mình muốn. Chàng ấy không lừa ta, chàng ấy trở về rồi. Nhưng mà chàng ấy vừa về đến đã ngủ tiếp trong lòng ta rồi. Chàng ấy từng hứa với ta, chàng ấy đúng là đã từng hứa mà. Lần đầu tiên ta mới biết thì ra mất đi một người lại đau lòng tới như vậy. Bọn ta đã có nhà rồi, bọn ta quả thực đã có nhà rồi, nhưng chàng ấy lại không cần gia đình nữa. Chẳng lẽ chàng ấy không biết ta không thể không có chàng ấy sao?
Vậy sao chàng ấy lại bỏ ta một mình? Vậy sao chàng ấy lại không cần ta? Ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng ấy nữa. Ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng ấy được nữa. Ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng ấy được nữa. Kỹ ngơi một chút đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Tên khốn nạn nhà ngươi! Lần đầu tiên gặp mặt cô thác ta một cái, lần thứ hai gặp mặt ta lại cứu cô. Thật không biết lần sau chúng ta gặp sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa hay không. Đi thôi. Xin Tây Môn Đại Hiệp nhận ta làm đệ tử. Thiên Tùng, ta không muốn mất chàng. Đừng rời xa ta. Đừng bỏ ta lại một mình. Được không? Cho ta một gia đình đi. A Tính, ta sẽ trở về cho nàng cuộc sống mà nàng muốn, suốt đời suốt kiếp. Nàng hãy đợi ta. Nghỉ ngơi đi. Ba đêm cô ấy đã tỉnh lại mấy lần? Để cô ấy ngủ ngon đi. Chàng đem cả nó đến sao? Là của nàng mà, ta đem nó về để trả cho nàng. Cái chuông gió này là lúc ta còn nhỏ chủ môn sư thái đã tặng cho ta. Chỉ cần đi xa, ta đều đem theo nó để bảo bình an. Chàng giữ lấy đi. Được, ta giữ lấy. Ta đi đây. Lần trước cũng vậy, chẳng nói gì nàng đã biến mất.
Chàng muốn ta nói gì chứ? Ta chào đời ở núi Nga Mi, lớn lên cũng ở đây. Ta đã đi qua mọi nơi ở ngọn núi này. Phụ mẫu của ta, ân sư, tỷ muội đều ở đây cả. Trời đất rộng lớn, nhà chỉ có một. Trước nay ta chưa từng nghĩ đến sẽ rời khỏi đây. Quay người lại chính là một thế giới khác. Thật ra ta không hề khó khăn. Vậy chàng có từng nghĩ muốn quay người lại không? Chàng chưa từng nghĩ đến. Nếu chàng nghĩ đến, trời sáng rồi, ta nên về trên núi. Ta đưa nạp về. Ta về trước đây. Ta sẽ còn đến đây.